khi bạn gái bạn đút thức ăn cho bạn. Cách xử lý sai. Cái này ngon thật, anh ăn thử không? Thôi, anh không ăn đâu. Cách xử lý đúng. Ngon thật, anh ăn thử không? Khi bạn gái đút cho ăn, tuyệt đối không được từ chối. Với lại, phải cắn miếng mà cô ấy đã cắn qua. Tuyệt đối không được cắn miếng quá to. Nếu không, thì cô ấy sẽ giận. Phản hồi thật lòng. Ngon rồi đấy, em đúng là sành ăn mà. Tiếp tục khen, không được ngừng lại. Với cả nhá, anh nói nhá, cái vị kem này ăn nó kiểu thanh thanh, mát mát. Với lại anh nói nhá, cái vị matcha này ăn cũng không ngọt gắt tí nào nhá. Ăn nó kiểu chua chua, thanh thanh ấy. À, em chờ anh xíu nhá. Và làm cho cô ấy bất ngờ. Thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi.